Chào các em. Chúng ta tiếp tục bài học nhé. Unit 4 My neighborhood. Skills 2, những kỹ năng phần 2. Trong tiết học này thì các em sẽ được thực hành hai kỹ năng, đó chính là kỹ năng nghe và kỹ năng viết, listening and writing. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lần lượt từng phần nhé. Và trước khi đi vào từng phần một trong bài thì các em hãy cùng cô đi đọc một số từ vựng khó của bài. Chúng ta cùng đọc từ Narrow, narrow streets, far away, đồng nghĩa với từ far, factory, wide, heavy traffic, cafe, từ này thì các em sẽ có hai cách viết chúng ta có thể viết như thế này hoặc các em viết bằng cách như sau cafe chúng ta có dấu ở trên như thế này sunny weather, advantage, Disadvantage Food Drink Clothes Vehicle Dirty Air Dirty air Đấy là một số những từ khó trong bài. Bây giờ các em sẽ quay trở lại bài học để chúng ta thực hành phần thứ nhất. 1. Listen to the conversation between Kang and V and tick T, True or F. False. Chúng ta sẽ thực hành kỹ năng nghe trong phần 1 Với yêu cầu là các em sẽ nghe bài đối thoại giữa Khang và Vi Sau đó chúng ta sẽ đánh dấu tích vào ô đúng hoặc sai True hoặc là false Và trước khi nghe thì các em hãy xem trước cho cô những câu này nhé Vi lives in the center of Ho Chi Minh City Vi sống ở trung tâm thành phố Và các em hãy chú ý vào center Ở đây có nghĩa là trung tâm Câu số 2 There is a big market near her house có một cái chợ lớn ở gần nhà cô ấy. Và chúng ta lưu ý từ near là ở gần. The streets are narrow, những con phố thì chật hẹp. Chúng ta chú ý vào từ narrow là chật hẹp. The schools are far away, những ngôi trường ở xa và các em có từ far away là ở xa. There are some factories near her neighborhood. Có một vài nhà máy ở gần khu lân cận của cô ấy. Unit 4: My neighborhood. Page 45. Skills 2: Listening. Activity 1: Listen to the conversation between Kang and V and tick T true or F false. Where do you live, V? I live in the suburbs of Ho Chi Minh City. What do you like about it? There are many things I like about it. There's a big market near my house. There are also many shops, restaurants and art galleries here. The streets are wide. The people here are helpful and friendly. What do you dislike about it? The schools are too far away. There are also some factories near here. So the air isn't very clean and the streets are noisy and crowded. Như vậy là các em vừa nghe xong bài đối thoại của Khang và Vi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại cái phần đánh vào ô tích vào ô đúng sai của mình nhé. Các em thấy là ở câu 1 Vi lives in the center of Ho Chi Minh City. Ở trong câu này thì nói là Vi sống ở trung tâm thành phố nhưng mà ở trong bài thì các em lại thấy là Vi nói I live in the suburbs of Ho Chi Minh City. Như vậy chúng ta chú ý vào từ suburbs, đây là ngoại ô thành phố. Cho nên câu này sẽ là câu sai, các em đánh dấu vào cột fonts. Câu số 2, there is a big market near her house. Có một cái chợ lớn ở gần nhà của cô ấy. Thì trong bài chúng ta thấy có nội dung này. Cho nên các em sẽ đánh dấu đây là câu đúng. The streets are narrow, những con phố chật hẹp và chúng ta hãy nhớ là trong bài thì không nói như vậy mà nói là có những con phố lớn đúng không? The streets are wide, wide đây là rộng, những đường phố thì rất là rộng, cho nên câu này sẽ là câu sai. Câu số 4, the schools are far away. Và trong bài thì các em thấy đúng với nội dung như vậy. À, những cái ngôi trường này thì rất là xa too far away quá xa câu số 5 there are some factories near her neighborhood có một vài nhà máy ở khu lân cận của cô ấy và chúng ta thấy đúng như vậy với nội dung của câu này there are some there are also some factories near here Two. Listen to the conversation again and fill the blank. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập kỹ năng nghe với bài tập 2 là các em sẽ nghe lại bài đối thoại và các em điền vào chỗ trống. Chúng ta hãy nhìn tranh, đây là cái khu lân cận của cô ấy. Và các bạn nhìn có hai cột, cột thứ nhất là what we likes, những cái mà vi thích. Cột thứ hai là những cái vi không thích, what we dislike. Và các em có thể xem trước được để chúng ta có thể đoán trước được những cái phần mình nghe, khiến cho việc nghe được dễ dàng hơn many shops, nhiều cửa hàng, restaurant and cửa hàng này, nhà hàng và nhiều cái gì nữa in her neighborhood trong khu lân cận của cô ấy. Và mục thứ hai là chấm chấm streets. Có nghĩa là những con phố thì như thế nào đó như vậy ở số 2 này chúng ta có thể nghĩ đến một cái tính từ để chúng ta điền vào nó sẽ bổ nghĩa cho danh từ streets để nói rằng những con phố này nó như thế nào. Ở từ số 3 mọi người thì biết giúp đỡ và như thế nào Như vậy số 3 cũng sẽ có thể là một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ people Sang cái mục mà những cái vi không thích ở câu số 4 Chu chấm chấm school Trường thì như thế nào cũng sẽ là một tính từ để miêu tả về trường các bạn nhé Dirty air, không khí Không khí ô nhiễm Noisy and stress những con phố thì ồn ào và như thế nào đó và cũng sẽ có một tính từ nữa điền vào phần số 5. Bây giờ các em sẽ nghe máy và chúng ta tìm từ điền vào chỗ trống. Unit 4: My neighborhood. Page 45, Skills 2: Listening. Activity 2: Listen to the conversation again and fill the blanks. Where do you live, V? I live in the suburbs of Ho Chi Minh City. What do you like about it? There are many things I like about it. There's a big market near my house. There are also many shops, restaurants and art galleries here. The streets are wide. The people here are helpful and friendly. What do you dislike about it? The schools are too far away. There are also some factories near here. So the air isn't very clean and the streets are noisy and crowded. Các em vừa nghe xong lại bài đối thoại và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra những cái từ mình điền nhé. Ở vị trí số 1. Các em hãy nhìn lại vào cái dòng được bôi màu vàng trong bài đối thoại mà chúng ta vừa nghe. Ở đây nói về many shops, restaurant and art gallery. Là những cửa hàng, những nhà hàng và những cái phòng trưng bày. Đó là những cái mà cô ấy thích. Cho nên ở vị trí số 1 này các em còn thiếu cụm từ là art galleries. Ở phần số 2, những con phố như thế nào chúng ta cùng xem. Ở đây là the streets are wide. Cái phần mà cô bôi màu xanh đây. Những con phố thì rộng cho nên chúng ta sẽ có từ wide. Để điền vào số 2 Ở số 3 thì mọi người ở đây như thế nào? Các em cùng xem nhé The people here are helpful and friendly Những con người ở đây thì rất là biết giúp đỡ và thân thiện Chúng ta sẽ điền cho cô friendly vào vị trí số 3 Còn khi nói về trường thì cô ấy nói là The schools are too far away, away. À, Trường thì rất là xa Các em sẽ có tính từ là far hoặc là far away đều được nhé Dirty air noisy and chấm chấm streets những con phố thì các em xem ở phần quấy của bài đối thoại the streets are noisy and crowded như vậy chúng ta sẽ có từ crowded để miêu tả về con phố là những đường phố thì ồn ào và đông đúc ok chúng ta xong bài tập 2 nhé bây giờ các em sẽ được luyện tập về kỹ năng viết qua bài tập 3. Three. tick what you like or dislike about a neighborhood các em sẽ đánh dấu vào cái ô thích hoặc là không thích về cái mà mình thích hoặc không thích về khu lân cận thì ở đây chúng ta có tám mục các em hãy đọc và chúng ta xem là mình thích cái gì chúng ta sẽ đánh vào ô likes mình không thích cái gì chúng ta sẽ đánh vào ô dislikes cho cô nhé sand beaches những bãi biển nhiều cát thì ở đây là được đánh dấu mẫu cho mình tùy các em chúng ta có thể đánh dấu vào ô thích hoặc là không thích heavy traffic uh, giao thông đông đúc có những người thì thích sự nhộn nhịp như vậy nhưng mà có những người thì thấy ồn ào cho nên không thích. Thì tùy thuộc vào mỗi bạn chúng ta có thể đánh dấu theo cái ý riêng của mình chứ không phải là ai cũng giống ai trong phần này. Many modern buildings and office. Những cái tòa nhà và những văn phòng hiện đại thì có thể chúng ta thích hoặc là không thích tùy ý mình nhé. Peaceful streets. Những con phố thanh bình. Good restaurants and cafes. Những nhà hàng và quán cà phê tốt. Sunny weather. Thời tiết nắng. Thì có người thì là thích như vậy, có người lại không thích tùy ý các bạn. Helpful and friendly people. Con người giúp đỡ và thân thiện. Many shops and markets là những cái cửa hàng và những cái chợ, nhiều cửa hàng và nhiều chợ. Four. Write a paragraph of about 50 words about your neighborhood saying what you like and dislike about it. Use Kang's blog as a model. Chúng ta tiếp tục luyện tập kỹ năng viết và phần này mới là cái phần chính của mình, là nhiệm vụ chính của mình trong bài viết các bạn nhé. Các em sẽ viết một đoạn văn khoảng 50 từ về khu lân cận của mình và nói xem là bạn thích cái gì, em thích cái gì và em không thích cái gì về khu lân cận của em. Các em hãy sử dụng cái trang nhật ký điện tử của Khang giống như là một cái mẫu cho mình tham khảo. Ở đây thì có một cái outline, có nghĩa là một cái phần viết ra những ý chính cho mình. Name of the neighborhood là tên của khu lân cận. Good things, những cái tốt, có nghĩa là những cái mình thích đó các bạn. Many shops and markets, nhiều cửa hàng và nhiều chợ. Bad things là những thứ không tốt, có thể là những thứ mình không thích. Being crowded, đông đúc, being noisy, ồn ào ở mục thứ tư, although there are some bad things in my neighborhood, I still like living here. dù rằng có nhiều thứ không tốt trong cái khu lân cận này nhưng mà tôi vẫn thích sống ở đây. phần useful language là cái phần ngôn ngữ gợi ý cho mình trong bài viết. advantage là thuận lợi, disadvantage là những cái bất lợi, uh, crowded nói gì là đông đúc này ồn ào có những câu ví dụ như là they one thing i like hoặc là they one thing i dislike about à, có một cái hay là có những cái mà tôi thích hay là có cái mà tôi không thích về khu lân cận của tôi hoặc là there are some things i like có vài thứ tôi thích hoặc some something i dislike about có vài thứ tôi không thích thì cái phần chấm chấm này là các em sẽ nêu ra xem là cái mình thích là gì cái mình không thích là gì ở đây có một cái phần gợi ý cho chúng ta cùng xem nhé I live in Yên Bình District. Tôi sống ở quận Yên Bình. There are many things I like about my neighborhood. Có vài thứ mà tôi thích về khu lân cận của tôi. There are many shops and markets. Có nhiều cửa hàng, nhiều chợ. So it is easy to buy necessary things like food, drinks or clothes. À, bởi vậy nó rất là dễ dàng để có thể mua được những thứ cần thiết như là thức ăn, đồ uống hay là quần áo. However, tuy nhiên, There are some things I dislike about it. có một vài thứ tôi không thích về nó. The neighborhood is crowded all day. khu lân cận thì đông đúc trong cả ngày. It is also quite noisy because there are many vehicles. nó rất là ồn ào bởi vì có nhiều xe cộ. Although there are some bad things in my neighborhood, I still like living here. mặc dù có nhiều thứ nó không tốt như vậy trong khu lân cận này nhưng mà tôi vẫn thích sống ở đây thì đây là một cái bài gợi ý cho mình để chúng ta có thể tham khảo ngoài ra thì cô có chuẩn bị một bài gợi ý nữa cho các em để chúng ta tham khảo thêm thì chúng ta chỉ dựa vào hai bài tham khảo này thôi còn các bạn sẽ hoàn chỉnh các bạn viết cái bài của mình làm sao cho nó đúng với cái khu lân cận của các em và nó phong phú những cái câu từ và ý hơn thì càng hay các bạn nhé chúng ta cùng xem bài tham khảo của cô I live in the suburbs of Ho Chi Minh City. There are many good things I like about my neighborhood. There are many modern and big schools in my neighborhood. The weather is fine, so I can go out with my friends in the afternoons. We can go swimming or play sports together after school. There are many shops and markets here. There is a large shopping center where I can buy everything I need. The people here are friendly, especially there is an English club near my house where I can take part in speaking English every Sunday. However, there is something I dislike about it. The streets are always crowded and busy, so it is too noisy all day. I know there's some bad things in my neighborhood, but I still like living here. bài này thì cô muốn nói với nội dung như sau. À, tôi sống ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều thứ rất là tốt về khu lân cận của tôi. Đó chính là có nhiều trường học lớn và hiện đại trong khu lân cận này. Thời tiết ở đây rất là đẹp, bởi vậy tôi có thể đi chơi cùng với bạn bè của mình vào những buổi chiều. Chúng tôi có thể đi bơi hoặc là chơi thể thao với nhau sau những buổi học. Có nhiều cửa hàng và chợ ở đây. Có một cái trung tâm mua sắm lớn, nơi mà tôi có thể mua được mọi thứ mà tôi cần mọi người ở đây thì rất là thân thiện đặc biệt là có một câu lạc bộ tiếng anh gần nhà tôi nơi tôi có thể tham gia vào việc nói tiếng anh vào những ngày chủ nhật vào mỗi chủ nhật tuy nhiên là có một cái mà tôi không thích về khu lân cận này đó chính là những con phố thì luôn luôn đông đúc và bận rộn bởi vậy thì nó quá là ồn ào trong suốt cả ngày mặc dù có những thứ không tốt như vậy trong khu lân cận nhưng mà tôi vẫn luôn luôn thích sống ở đây đấy là cái bài gợi ý của cô và ở đây chúng ta có một bài gợi ý nữa là hai bài Vậy thì dựa trên hai bài gợi ý này Chúng ta có thể tự làm cho mình một cái bài hoàn chỉnh Để hoàn thành vào cái nội dung bài viết trong phần 4 này các em nhé Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay à, Trong tiết học tiếp theo Thì các em sẽ làm bài Looking Back and Project Là tiết học cuối của bài 4 Unit 4 Tạm biệt các em